lý do là comment nó trôi qua nhanh quá, nhiều khi mình bị sót á, mấy bạn mình chưa trả lời mấy bạn vui lòng comment lại giùm mình. Nãy giờ nó chạy quá trời chạy. Ăn chanh không chua hả chú? Chua chua chát chát một chút bạn, nhưng mà nó tốt cho sức khỏe, thông cổ họng, đặc biệt là mình đang bệnh. Có khi ship gạ trợ lý không chú? Cũng có bạn, nhưng mà chẳng hạn như mấy cái chuyện đó thì xảy ra thường xuyên, phải không? Nhiều khi người ta không làm trợ lý mà người ta vẫn ngoại tình. Chủ yếu là mình có tin tưởng hay không. Còn duyên thì còn ở chung, hết duyên thì hết, mình đâu có sợ. Chú ăn cơm chưa chú? Nay ăn bún riêu bạn, không ăn cơm. Lỡ chú mắc vợ thì sao? Mắc vợ thì buồn, khổ, khóc, giống như trong phim vậy đó. Ở ngoài đời sao trong phim vậy đó. Chú có tin tưởng vợ chú không? Có bạn. Tại vì mình quen vợ mình lúc vợ mình cũng đang làm trợ lý giám đốc mà. Mình thì chích heo mà mình cũng lủi lủi theo mình cua được rồi, bạn thấy mình cũng hay chứ đâu có dở đâu. Chú xem La Liga không chú? La Liga là bóng đá hả bạn? Lúc trước mình có coi nhưng mà giờ không có thời gian coi bạn ơi. Giờ ngủ không đủ. Chú giúp con quà tan cái gì đây? Hóa vô cơ. Tới giờ mà hóa chưa tha chú à. Con chú đâu chú? Tôi nói cho này đi học hết rồi bạn. Chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 38, 39 vậy bạn. Mình tuổi con trâu. Con mình là nó học bán chú, buổi trưa nó ngủ ở trường luôn. Sáng đưa tối rước về. Chào bạn Phúc. Nghe điều hai bên để mặt cân đối không bị lệch chú ơi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Chào chú, con vô muộn rồi. Chưa muộn đâu bạn. Mới hết có một món à. Chào bạn ca sĩ Trọng Phúc. Vợ chú bằng tuổi chú hả? Đúng rồi bạn. Hai vợ chồng bằng tuổi á. Mà thấy một trời một vực không? Chú vui tánh ghê. Đúng rồi bạn. Sống là phải vui. Mình cười thì cả thế giới cùng cười với mình. Mình khóc mà mình khóc một mình thôi. Giòn quá đấy chú. Đúng rồi. Xài nó giòn. Mà qua cái miệng của mình nó giống như cái lo khuếch đại thêm.
dĩa xoài này phải 2 xị rượu nữa chứ. Nếu mà dân uống chuyên nghiệp 2 lít. Còn dân ngán rượu thì không có ly nào. Bún riêu đâu chú. Ăn hết rồi bạn. Chú ở đâu ạ? Ở Lấp Giò Đồng Tháp nhé bạn. Mình bán hàng trên website mypet.tk. Bạn đừng có bơm hàng nhé. Nhìn cái tên thấy ấn quá. Cụ tổ bơm hàng. Mai chú có like không chú? Ngày nào cũng like 2 lần bạn. Buổi trưa với buổi tối. Chú có nhớ món gì không chú? Thật ra mình không có ăn được chè nhiều. Ăn chừng chén à. Chứ ăn 2-3 chén ăn không nổi. Sao chú chưa được 1.000 follow mà like được? Do chú hoạt động tích cực, ngày nào cũng like 2 lần. Rồi mấy cái video lúc trước thì được nhiều người thích. Chú có mấy bé gọi chú? 2 bé nhé. Một bé 10, bé 12. Con trai. Muối này làm từ gì ạ? À? Từ muối và ớt. Và còn nhiều thứ nữa mà giống như là bí quyết. Người ta không có nói. Ai cũng biết muối ớt thì là muối với ớt. Nhưng mà có muối ớt Tây Ninh nó nổi tiếng. Muối ớt mình đâm cũng được. Mình đâm mình ăn cũng được. Nhưng mà nó sẽ không giống như là người ta. Không ngon bằng. Sao chú đặt tên là Vinapet? Tại vì chú là bác sĩ thú y. Chú bán thuốc cho vật nuôi thú cưng. Là chữ pet. Ở Việt Nam nên lấy tên là Vina. Vinapet. Lúc trước là mình tính tư vấn bán hàng. Nhưng mà cái đầu mình quên cái tài khoản này. Mình lập cái tài khoản khác là mypet.tk. Mình tư vấn bên kia. Bên đây mình chỉ ăn giải trí thôi. Giống như ông Phạm Nhật Vượng ngày xưa bán mì ở Ukraine, ông cũng lấy tên là Mi Vina, có nghĩa là mì Việt Nam. Ồ, mồ hôi ướt hết rồi kìa. Cảm ơn vợ. Mồ hôi cũng không có nhầm gì. Vậy chú làm công việc gì ạ? Mình bán thuốc thú y trên website mypet.tk nhé bạn. Nhìn chú ăn thèm quá. Xoài cái này cũng rẻ bạn. Xuống chợ mua 1-2 kg. Rồi mua muối ủng hộ mình xong rồi về ăn. Nhìn chú ăn thèm quá. Cảm ơn bạn Hậu. Chào vợ. Tưởng đâu Vinaphone. Tính lấy Vinapet cho người ta hiểu lầm Vinaphone. Em đặt 10 đơn hàng được không? Được nhé bạn. Mặc dù cái tên của bạn là nhân bơm hàng nhưng mà cái tên này cũng không nói lên được cái gì. Chủ yếu là con người của bạn thôi. Nhiều người ta tin giàu, ta cũng đâu có giàu đâu. Chào bạn Ken Master. Xoài gì vậy anh? Xoài cát chu nhé bạn. Xoài này ăn hơi bị ngon á. Xoài này mình ăn thêm dĩa nữa cũng được á. Nhưng mà ăn nhiều quá cũng không tốt. Ăn bữa nay chừa mai ăn nữa.
chú chỉ cách like như chú đi. Nó tùy vào tài khoản có hay là không nha. Bạn mở TikTok lên để vô tài khoản. Giờ ở góc bên phải phía trên của màn hình nó có dấu ba gạch á. Bạn bấm vào đó thì nó vô cái chỗ bạn vô một trung tâm tác giả. Bạn bấm vào đó thì bạn sẽ thấy chữ trung tâm like. Bạn bấm vào đó rồi bạn thấy cái biểu tượng của máy quay phim. Bạn bấm vô là like được. Chào bạn Vinh. Có chua không anh? Hơi chua chua nhưng mà giòn. Xoài nó chua nhưng mà cũng có hậu ngọt. Nói chung là cái mùi xoài á, mùi xoài cát châu á. Bữa nào chú với vợ chú like luôn. Mình rủ vợ mình hoài mà nó không chịu like. Ai biết đó. Để từ từ. Để con ra làm thử. Ok bạn. Để coi like được không. Chú cũng không biết nữa. Hồi nào giờ một là chú coi, hai là chú like. Chứ chú không có vừa like vừa coi. Bí quyết của ăn xoài sống á là ăn xong đừng có uống nước liền, đợi khoảng nửa tiếng sau hả uống thì nó sẽ bình thường. Còn uống nước liền coi chừng bị tạt tháo được. Chú ở đâu vậy? Mình ở Lấp Vò Đồng Tháp nhé bạn. Cảm ơn bạn Đạt đã tặng thêm một cái bông. Xoài thì nó có nhiều loại. Xoài cát chu, thanh ca, xoài tượng, xoài ghép. Nhưng mà thanh ca thì quá chua, xoài ghép thì chua hơi hơi, xoài tượng ăn ngon, nhưng mà xoài cát chu là ngon nhất. Nay đổi chỗ ngồi vậy chú, đổi qua đổi lại cho nó lạ. Với lại giờ này giữa trưa, ngồi trong nhà bếp nóng lắm, nóng hơn ngoài này nữa. Đổi ra đây cho mát mát một chút. Chú ăn muối gì vậy? Muối ớt Tây Ninh bạn. Muối mà mình đang bán. Chiều chú ăn mì cay đi. Hình như là chiều nay là mình ăn cơm bạn, tại vì có chuẩn bị rồi. Chào bạn Chikato. Chiều chú ăn cơm với gì?
hiện giờ chưa biết nữa bạn, chiều mới biết, chiều mới nấu. Khoảng 3-4 giờ mới bắt đầu nấu, 6 giờ mới xong, giờ vẫn chưa quyết định. Chú mát là sao? Chào bạn tiếng Anh. Chào bạn Bảo Trần. Chào bạn Chikato. Bạn cứ kêu chú ơi hoài vậy. Có gì thì nói với bạn. Xoài này á, ăn phải có người coi. Chẳng hạn như vô công ty làm đem ra ăn ai cũng nhìn, đi vô học đem ra ăn ai cũng nhìn. Thôi kiếm gì ăn thêm đi chú, chứ ăn xong tắt like chán lắm. Mình ăn gì là no rồi. Còn chẳng hạn như bạn muốn coi like thêm á, thì mà mình để like luôn, nhưng mà mình đi ngủ. Cho con ăn với. Okay, còn 2 miếng rồi bạn, cứ tự nhiên. Chú ăn nhanh vậy để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Để các bạn nói có dễ xài, ông này ông cứ nhơi hoài, làm lâu muốn chết. Được à chú? Được là được cái vụ gì? Hình như nghe nói ở đâu bên Trung Quốc có streamer đó đang live mệt quá, buồn ngủ, ngủ luôn 4-5 tiếng đồng hồ vậy. Mà nghe nói là cái lượt xem kỷ lục. Chú đẹp trai vậy, chú bình thường nha chứ không có đẹp nha. Ai nói chú đẹp là chú không có tin. Mình phải biết mình là ai chứ. Có luôn nha bạn. Bạn thấy cái sản phẩm mình đang ghim bán cũng được, hoặc là bạn vô cái phần giỏ hàng của cái trang chủ TikTok của mình á, ở đó có nhiều món ăn là muối tùm lum nhé. Ăn xài này ngộ bạn, ăn muốn ăn hoài không muốn nghỉ. Nhưng mà ăn nhiều quá cũng không có tốt. Ăn nhiều quá cũng dễ bị tào tháo được. Muối chai thì nó không ăn hả chú? Muối chai là người ta để muối ớt thôi, chứ không có để thêm bột tôm, bột tép, bột thạch đồ này kia. Tại mấy cái đó là giống như là ăn mặn. Muối chai là dành cho người ăn chay. Chào bạn Hùng Phạm. Chú ăn xong là tắt like hả chú? Đúng rồi bạn. Mỗi ngày like có 2 lần à. Mỗi lần chắc khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng gì đó, tùy theo món ăn. Món ăn mà nó nhanh hết á thì like ngắn, lâu hết á thì like dài. Con vào muộn rồi. Bạn vào muộn, bạn có thể vô trang chủ của mình á, mình có đăng lại những cái video like này. Rồi thường mình like lúc 12 giờ tới 1 giờ vậy đó, với lúc từ 6 rưỡi tới 7 giờ tối. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.
La ăn bún đậu mắm tôm chú ơi. Ok, để một hai tuần nữa mình nhờ vợ mình mua đem về ăn. Sao bấm vô hàng không thấy. Nhiều khi mạng yếu hả vậy bạn, hoặc là bạn vô trang chủ của mình á, vô cái phần dọ hàng á thấy. Chú còn đi học nha. Ok bạn, chúc bạn học tốt. Bye bye mấy bạn. Hẹn gặp lại tối nay nha.